Trong tập 3 chuyến phút tour Lạng Sơn thì đầu tiên mình sẽ kể với các bạn về món bánh ngải mà mình mua trong lúc đi tham quan chợ Đông Kinh. Dành cho bạn nào chưa biết thì ngải này là ngải cứu chứ không phải là bùa ngải, ăn vào u mê mộng mị đâu nhá. Bánh này là đặc sản của người đồng bào dân tộc Tài tại Lạng Sơn. Nguyên liệu chính để làm món này sẽ là bột gạo nếp và lá ngải cứu. Nhân thì theo như mình hỏi thì người ở đây nói có ba kiểu chính, một là đậu xanh, mè trắng và mè đen. Trong video thì mình mua là nhân mè trắng. Một phần ăn sẽ được bán với giá là 20 000 và được khoảng là 10 miếng. Phần vỏ bánh thì mềm dẻo, có màu xanh và mùi thơm của lá ngải cứu. Món này thì mình từng ăn loại nhân mè đen và cảm nhận là nó sẽ thơm hơn một chút. Nói chung là tùy sở thích của mỗi người thôi. Nên các bạn cứ thử hết đi để biết mình hợp với món nào nhé. Xong ở chợ thì mình tiếp tục tìm đến với món bánh vịt áp chao. Nhìn cách làm món này thì mình liên tưởng ngay tới món bánh tôm hồ tây hoặc là làm bánh rán anh em ạ. khác mỗi việc là trong bột đặc hơn một chút và dùng thịt vịt để làm nhân thôi. chứ về cách ăn thì cũng ăn kèm với cả rau sống chấm với cả nước mắm chua ngọt. cảm nhận của mình về món ăn này thì nó có lớp vỏ giòn rụm luôn, ăn dính lắm, dính đầy răng ấy. do phần bột được làm từ bột nếp và bột tẻ nên đằng sau lớp vỏ giòn rụm là phần bánh dẻo quẹo. phần nhân thịt vịt thì mình thấy ăn cũng ở mức ok thôi, không quá xuất sắc như là mình kỳ vọng. được cái là nước mắm chấm chua ngọt ăn khá là vừa miệng. Mấy món vịt trao kia thì không có gì nhiều để nói đến cả Giá cả một chiếc bánh này thì là 9.000 Và ăn chơi cho biết có lẽ là sự lựa chọn tốt Nhưng mà ăn nhiều thì chắc là sẽ hơi ngấy đấy Tập này thì đến đây thôi nhá Tập sau mình sẽ kể cho các bạn nghe về sự khác nhau Giữa lạp xưởng Lạng Sơn và lạp xưởng Sapa Rồi là vịt quay Lạng Sơn nữa Bye bye